Đây, logbook đây. Mình sẽ mua thêm được khoảng 100 cuốn logbook này, tăng thêm 600% quái cho nó đông, chơi cho nó sướng. Ok, wave 19 anh em nhá. Nào, đây, hình như còn vừa thêm được một trích nữa cơ. Vừa thêm một trích là mình bị trừ máu thêm. Ui, không nhìn thấy quái đâu luôn anh em ơi. Đam cái tầm này là anh em mình có dồn rất là nhiều loại đam luôn. Đam may mắn, rồi là đam theo kiểu đam trực tiếp từ item, rồi là sau này còn đam bắn ra từ cái kẹo mút kia nữa. Nên là thoải mái luôn anh em ạ. Win chặt luôn. Tầm này không win hơi phí luôn đấy. Phân thân kìa. Súng phân thân. Ok ok anh em ơi, hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại với lại Protector anh em nhá. Hôm nay thì chúng ta sẽ chơi con Manta ở chế độ cái version sinh nhật anh em nhá. Ok, thì nó sẽ có cái tính chất như sau này. Có cái dòng chữ mà hồng nhạt này là cái gọi là cốt truyện thì mình không nói làm gì nhá. Còn anh em mình quan tâm đến tính chất của nó thôi. Cộng 25% giá trị của item, trừ 25% giá trị vũ khí. Bắt đầu với một điều ước sinh nhật, điều ước của ngày sinh nhật. Còn cái gì đây? Khi mà mình chịu đam, nếu mà mình chịu đam mà dựa khi mà mình hồi máu dưới không là sao nhỉ? Cái dòng màu đỏ này là sao? Là như nào? Đã chịu đam rồi lại còn hồi máu ở dưới không là sao? Không hiểu lắm anh em nhá. Ok, còn cái này thì sẽ có 25% là anh em mình sẽ nhận được một cái bánh sinh nhật hoặc một trích, một gọi là một cái thủ thuật gì đó à? Ai chà. Khi nhặt Mercurial thì anh em mình sẽ có khi mà nhặt Mercurial thì anh em mình sẽ có 1% cơ hội là có thể tăng tăng 10 tham là sao, 10 lần là sao nhỉ? 10 lần tức là 10 lần cái lần cái nhặt bánh kìa. 2% có thể đến 5 lần, 4% là 3. Nhưng mà 6% thì có cơ hội trừ 3 vật liệu. Là sao ta? 25% là có 20% cơ hội thả ra một viên kẹo mút khi giết kẻ thù. Nhặt nó có thể nhận được một chỉ số nguyên thủy ngẫu nhiên hoặc mất đi một mark HP. Mất đi một cái gì đó. Cái lạ nhỉ? Chỉ số, tính chất con này lạ nhỉ? Mình đọc xong mình cũng chưa hiểu gì luôn ấy. Ok, thế thôi mình cứ thử chơi đi anh em ơi. Cứ thử chơi đi. Thử chơi xem mà nó sẽ như thế nào anh em ạ. Chứ còn để giờ mà ngồi đoán già đoán non thì không đoán được đâu. Anh em mình sẽ chơi với lại kết hợp với Hurry cho nó nhanh em nhá. Ok. Và chơi kiểu bài bánh sinh nhật cái thứ à. Thế nên chơi với lại vũ khí gì cho nó hợp với lại sinh nhật bây giờ nhỉ? Đây thì có cái... đây chơi thử cái kẹo mút rồi đi. Chơi thử với lại carrot tarot rồi đi. Cái này đúng là kẹo mút nhỉ? Chơi thử với xem như thế nào. Đánh lâu phết ấy. Đánh 1,2-3 giây một phát ạ. Ok. Máu này đây. Đây đây. Vẫn là combo item cơ bản thôi. Ô cái gì đây? Ô cái gì đây? Ôi từ từ từ, nhạc to quá, nhạc to quá. Nhạc to là dễ bản quyền lắm, bản quyền lắm. Ok, cho nhỏ nhạc. Ô cái gì đấy? Nó vừa cho mình cái gì đấy, mình quên mình không nhặt rồi. À mình quên không xem rồi. Ui, ui, ui. Vừa rồi nó là cái gì nhỉ? Vừa rồi nó là cái gì sao mà... Ô lạ chứ, sao vừa rồi nó là cái gì mà tại sao mình không ấy nhỉ? Mình cứ cái đấy cứ chọn được không ta? Cái đấy cứ chọn được không? Ô từ từ từ. Thế thử vào lại xem như nào anh em ơi. Thử vào lại đi xem như nào. Tò mò thế, tò mò thế. Ây, chọn này, chọn này. Ok, thì vũ khí thì là cái kẹo mút này. Rồi, có cái này thì là item như vừa nãy mình lấy này. Vừa nãy nó có cái gì? Mình ấn skip. Ô, đây, 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 đây. Level up 8 tham. Lấy gain 100% mà chưa rượu. Đây, đây, cái này call it rồi đi. À, ôi, lấy cái này là có thể lên được level ngay đầu tiên này. Nó cho kiểu, vừa nãy nó có một điều ước mà, đúng rồi. Cái đấy là điều ước. Cái đấy là điều ước của cái quan nhân vật này anh em ơi. Điều ước ngày sinh nhật là chúng ta sẽ có thể ước là một trong ba điều ước ấy luôn đấy anh em ạ. Ừ, được cho phết ạ. Được đấy, được đấy. Ước thì mình lấy tăng level luôn, đúng cũng hợp lý đấy chứ. Tăng level luôn cho nó dễ chơi. Rồi lấy attack speed này. Attack speed này. Bởi vì cái vũ khí kẹo kia của mình nó bắn hơi chậm, nên là mình cần phải tăng thêm attack speed cho nó bắn nhanh hơn. Ok này, tăng thêm hồi máu. Này 15 lắc đi. Cái này thì mình sẽ roll để lấy thêm 8% đam này, cho đam to hơn này. 15% attack speed cho bắn nhanh hơn này. 3 giáp này, hết âm giáp này. Tốc chạy 10 rồi, khỏi cần lấy này. Đem chí mạng à. Đam nguyên tố. Cái vũ khí của mình đang chơi là chơi theo đam dài và đam nguyên tố đúng không nhỉ? Đam dài và đam trừ HP á. Chà. Thế thì con này càng nhiều máu anh em ạ. Càng nhiều máu thì con này nó sẽ bị sao nhỉ? Nó sẽ bị càng bị trừ đam đi. Thế thì anh em mình không nên chơi với lại cái extra chomat này, cũng không nên chơi với lại cái này nữa luôn, để cho nó không tăng máu đúng không anh em? Còn cái này thì anh em mình lấy rồi. Ok, bây giờ để xem vũ khí là vũ khí cái kẹo mút này như là cấp 1 chưa có đâu, phải từ cấp 2 trở đi mới có cơ. Đúng thôi, để tí nữa mua sau vậy đấy. Ok, bây giờ xem mà đánh đấm như nào nào. Tức là con này nó càng
Càng ít máu thì nó càng khỏe anh em ơi. Càng ít máu thì nó càng khỏe anh em ạ. Ô, sao bị trừ attack speed đi kia? Sao bị trừ attack speed đi kia? Sao tính chất con này lạ thế? Tính chất con này kiểu không hiểu nó là cái tính chất gì ấy. Ôi từ mình nhấn nhầm cái này rồi. Không hiểu là cái tính chất gì luôn ấy. Xem có kẹo mút chưa? À đây là kẹo mút này. Ôi. Ba từ tí nữa mua sau. Cái tiết con này kiểu lắm lúc bị trừ cái gì đi. Ở đây lại bị trừ trừ rain kìa. Nhặt cái kia hên xui thế nhở? À. Nhặt cái kia hên xui lắm anh em ạ. Nhặt cái kẹo mút kia kìa. Nhặt cái kẹo mút kia hên xui lắm. Nó sẽ có tỷ lệ là nó sẽ cộng chỉ số hoặc là trừ chỉ số đấy anh em ơi. Nó hên xui cực kỳ luôn ý. Ồ, hên xui lắm. Nhưng mà thôi kệ, chơi solo vậy. Chả nhẽ lại không lấy. Ấy, bị trừ attack speed kìa. Nhưng mà có những pha nó lại ồ, trừ máu kìa, trừ tốc chạy kìa. Ôi, bị trừ nhiều thế. Sao pha vừa xong bị trừ nhiều chỉ số thế. Ôi, kiểu bị trừ dã man ý. Bị trừ nhiều quá luôn đấy. Ghê vậy, ghê vậy. Từ từ, anh em mình lấy thêm cái tăng Mercurial lên đi. Tăng Mercurial lên. Mua đồ cái thứ cho thoải mái cái nào. Ô, cái gì đây? Ơ, sao tự dưng lại được cái này vậy? Ơ, tự dưng lại được cái bánh sinh nhật này. Cộng một random Prim Start khi mà kết thúc mỗi quay. À, chích à? Ô, mấy cái này lạ thế nhở? Sao toàn những cái thứ lạ vậy? Ừ, nhiều cái lạ dã man anh em ạ. Sao lạ thế? Ờ, từ lúc mà mình lấy mấy cái Mercurial này nó lạ dã man này. Ờ, lạ thực sự đấy. Từ từ mình sẽ lấy cái kẹo mút kia cho nó full cái kẹo mút gì đã. Rồi anh em mình vào quay tiếp theo đó nào. Quay 5 này. Lạ thật đấy. Ừ, không hiểu cái kiểu gì luôn. À, lại bị trừ harvesting kìa. Cộng chí mạng trừ luck kìa. Cộng giáp trừ cái gì kia. Hên xui dã man ạ. Thề con này chơi hên xui cực kỳ ấy. Không biết nó cộng cái chỉ số gì và nó trừ cái chỉ số gì luôn. Ừ. Kiểu ABC ở bờ cờ dã man ấy. Hồi máu đam này. Không hiểu kiểu gì luôn. Ảo thật. Ô, mất chích rồi. À đây có chích nữa này. Thêm một chích nữa này. Mua item mình như là nó random. Nó random mà nó sẽ Gian đúng không nhỉ? Đúng là Gian đúng không? Đúng là Gian đúng không? Nếu như mà Gian đúng thì xem nào. Ơ không, giờ nó lại hết hết cái chích lỏ cái rồi. Ô lạ thế nhỉ? Áo thật thế. Thôi cứ chơi đi, cứ chơi đi, cứ chơi đi anh em ơi. Ôi trừ đam nguyên tố kìa. Ôi trừ đam nguyên tố trừ tốc chạy kìa. Ôi. Cái kẹo mút kia nhả thêm xui lắm anh em ạ. Kẹo mút kia nhả thêm xui lắm. Nhưng mà phải nhạt thôi, tầm này phải nhạt thôi. Không thể khác được, phải nhạt thôi. Rồi ok đấy, chỉ số nó cộng trừ liên tục kìa. Chả hiểu nó cộng trừ cái gì luôn ấy. Lạ thật. Ô. Ô vừa có cái gì nó ôi bốn bánh sinh nhật rồi này. Bốn bánh sinh nhật rồi này. Start sẽ là 100 nguyên tố. Ai chả thêm luck à. Ok từ từ thêm luck thì mình phải lấy thêm luck cái đã. Trừ đam nguyên tố, mình không chơi đam nguyên tố nên có thể lấy cái này được. Ô, vừa được thêm cái gì đấy? À vừa được thêm cái chích nữa này. Trừ 3 random start. Trừ 6. Ồ, càng mua nhiều item mình như là nó sẽ trừ 6 mắt P và trừ 3% né tránh. Hình như càng mua nhiều item mình nó sẽ bị trừ ấy nhiều hơn thì sao ấy. Luck thì 53 rồi này, chắc là không cần mua thêm luck gì nhiều nữa. Né tránh thì thôi cứ từ từ này. Giáp thì bây giờ chưa vội, bây giờ anh em mình lấy thêm đam cơ bản đi. Lấy cái nhẫn tăng đam cơ bản này. Ô lại thêm chích nữa này. Lại thêm một chích nữa này. Ôi bây giờ là bắt đầu. Cái chích này là bắt đầu mỗi một quay là anh em mình sẽ bị trừ máu và trừ cái né tránh đi đấy anh em ơi. Nên là cái chích này cũng ABC ở bờ cờ lắm chứ nó không kiểu như mình nghĩ đâu. Trời ạ. Thế này thì từ từ đã. Xem speed là lấy thêm speed này. Cũng ái rồi phết anh em ạ, không đùa đâu nha. Nhưng mà thôi cứ phải chơi thôi. Nào, vô. Có 39 máu kìa. Ui đông thế. Ui đông thế. Sao đông thế? Ui đông dã man ạ. Ui mấy con kia đông thế. Đông thực sự đấy. Pha vừa rồi là hơi bị đông nha.
Đồng thế, đồng thế, đồng thế. Ui, con này tính ra thú vị nha anh em. Con này tính ra thú vị đấy. Nhưng mà kiểu mình không hiểu rõ được cái đặc điểm tính chất của nó ấy. Nên lắm lúc cũng hơi ABCXYZ từ tí. Ờ, chứ còn lại là thấy ok. Mà nó rất là bất ngờ nha. Cái tính bất ngờ của nó mang lại rất là lớn nha. Cái tính bất ngờ của nó mang lại rất là lớn luôn. Ui, tăng 51 máu rồi kìa. Càng nhiều máu là anh em mình sẽ càng bị trừ đam đi nhiều đấy. Không ổn đâu. Bây giờ có một cách là anh em mình có thể chơi theo kiểu là âm máu đấy. Là anh em mình sẽ lấy cái Nullifier. Chơi xử theo kiểu âm máu đi anh em ơi. Lấy cho nó trừ máu đi anh em mình chơi theo kiểu Nullifier đi cho nó dễ chơi. Ok, mình sẽ trừ máu đi nhá. Máu này, đây mình sẽ trừ máu thông qua cái item này. Đây, trừ 25 máu này. Đấy, để đúng 2 máu thôi. Và mình sẽ lấy Nullifier mình chơi. Nullifier thì đương nhiên rồi anh em. Nó sẽ giúp cho chúng ta, nó sẽ né tránh sát thương hoàn toàn luôn. Thì chơi như kiểu đấy thì dễ chơi hơn. Và anh em mình sẽ đỡ bị lo với cái việc là bị quái nó gây đam do là ít máu. Rồi, ok. Xem là bao nhiêu bánh sinh nhật rồi. 11 cái bánh sinh nhật và 4 cái trích rồi. Mỗi một quay bắt đầu là anh em mình sẽ bị trừ đi 3 à 9 mất bay và 3 né tránh. Này không sao. Chúng ta sẽ có thể khống chế được cái đấy bằng cái việc là anh em mình lấy Nullifier. Ấy thêm trích kìa. Vừa thêm trích kìa. Nhiều không sao. Anh em mình có quan tâm gì đến trích đâu. Đấy, ok. 15 né tránh này. Cho lên nữa đi. 30 cái Nullifier này thì chắc chắn là anh em mình sẽ khó để có thể quái nó gây đam cho anh em mình. Nên là thoải mái đi anh em ơi. Thoải mái đi, tầm thoải mái đi. Ok, vô. 19 này. Ấy, đam to hơn hẳn luôn này. Đam ok hơn hẳn luôn. Đam tầm này sướng luôn đấy chứ. Mặc dù quái đông đấy anh em ạ, nhưng mà không ăn thua. Mình vẫn có thể chống đỡ được. Ok đấy, ok đấy. Làm gì làm đi. Làm gì làm đi. Úi xồi ôi, trông kìa. Chí mạng đi. Vào phây 10 luôn, quay 10 luôn. Cái kẹo mút này bắn nắm đan dài nhìn lạ phết nhỉ. Trông kiểu cầm như súng đấy. Úi hút kìa. Trừ chỉ số cái gì gì đấy đi, nhưng mà chắc là mình không quan tâm lắm đâu. Bởi vì mình vẫn có đam là mình không quan tâm đâu. Rồi ok. Xong. Tăng size map à. May mắn khi nhặt quả à. À cũng được. Lấy thêm cái hút mà serial nhà. Bởi vì anh em mình đang có cái may mắn. Có cái đam may mắn. Lấy thêm cái cổ vật. Đây. Cổ vật nữa này. Hợp lý. Tiếp với 11. Tầm này là cứ bắn thôi anh em ơi. Tầm này cứ bắn thôi. Ok đấy chứ. Ok đấy chứ. Đúng không? Có đam may mắn vào phát dễ chơi hơn hẳn luôn này. Ủa sao tự nhiên bị mất máu vậy. À đâu tăng máu chứ. Pha vừa rồi là pha tăng máu đấy. Rồi xong quay 11 anh em này. Xong quay 11 này. Rồi tiếp thôi, tiếp thôi, tiếp thôi. Cứ tiếp thôi. 45 rain đi. Vào quay tiếp theo đi. Quay 12 này. Ôi quá elite nha. Quay 12 có elite nha. Để mình săn con elite này luôn. Săn con elite này luôn. Úi trời, quá đơn giản. Elite này không xin nhê. Ui, dồn nhiều chỉ số. À, tăng lấy nhiều mật serial thế. Ôi, quay 12 thì cũng xong rồi. Ui, lại tăng lên thành 5 máu rồi. Tăng lên thành 5 máu rồi. Và dép. Trừ nốt cái máu đi. Cho nó hết máu luôn đi cho nó đỡ phải cằn nhằn. Đây, ok chưa? Âm 20 máu đấy. Đủ để bắn chưa? Đam to hơn hẳn chưa? Đấy, đam to hơn chưa? Ok chưa?
Này bắn này. Đỡ đi. Tầm mày đỡ đi. Ui kẹo mút kìa. Nhiều kẹo mút thế. Nhiều kẹo mút thực sự đấy. Rồi. Ok này. Tiếp bỏ này đi thôi. Tầm nhặt này. Ô vừa thêm một cái trích nữa đấy nhá. Elite à. Elite tầm này yếu xìu à. Ui cộng trừ chỉ số kìa. Liên tục ạ. Ok ok cứ bình tĩnh cứ bình tĩnh. Cứ bình tĩnh em ơi. Xong chưa nhỉ? Xong chưa nhỉ? Rồi, 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 rồi. Chí mạng à? Lấy cái này thì sẽ tăng được chí mạng cho anh em mình đấy. Trừ né tránh. Lấy đi. Cũng được đấy. Né tránh 9 này cho hết âm né tránh này. Phần 15 này, phần 15 này. Tích ấn sói để tăng chí mạng nào. 510 đam thì khỏe quá rồi. Win chặt luôn. Con này lúc đầu còn hơi gây bất ngờ một chút chứ về sau là khỏe vãi. Về sau khỏe dã man ạ. Con này về sau khỏe lắm anh em ạ. Anh em chơi thì build được up về sau được thì khỏe lắm. Mà anh em mình còn chơi thấy cái kiểu gọi là Nullifier mà giảm máu đi cho nó âm như thế kia thì còn khỏe nữa cơ. Cái này cứ thoải mái anh em ơi. Thoải mái luôn. Con này mà anh em cứ lấy kiểu cho nó trừ máu nhiều nhiều đi ấy. Dễ chơi cực. Đam to. Bắn kiểu. Dễ bắn. Nhưng mà bắt buộc thì anh em mình phải có nhiều Nullifier. Nếu như mà chơi mà không có mod thì mua thì sẽ hơi khó. Nếu như mà chơi mod vào thì thôi. Nullifier chơi thì cứ thế mà dã thôi. OP cực. Con này mà cứ kiểu càng trừ máu đi ấy, nó càng khỏe luôn ấy. Bắn đam càng to luôn. Con này chỉ quan trọng nhất là cái Nullifier với lại cái máu của nó âm thôi. Là anh em mình có thể bắn được rồi. Bắn tẹt luôn. Ok. Đây cánh rồng này. Nightmare Wing này. Lấy thực ra là lấy cũng được. Nhưng mà mất sẽ mất 3 máu trên dây. Bỏ đi. Không lấy không lấy không lấy. Tự dựng mất 3 máu trên dây. Ngu gì đúng không. Ui số Elite lao qua mình kìa. Không ăn thua. Elite cái tập này thì si nhê gì đâu cơ chứ. Si nhê luôn ấy. Ok, xong quân 17 anh em ơi. Quân này đơn giản thôi. Ui, bắn bâu xì à? À đâu, cái này là gây đam trực tiếp. Cái này là gây đam trực tiếp cho quái. Ôi chưa chết. Lấy nhầm cái cộng máu rồi. Không được, không được, lấy trừ máu đi. Đang chơi âm máu mà lại. Ô, lại thêm một trích nữa à? Ờ, đây 11 trích rồi này. 11 trích rồi là 14 cái bánh sinh nhật rồi. Quá nhiều bánh sinh nhật mới lại quá nhiều trích rồi đấy. Càng nhiều cái trích đấy thì anh em mình sẽ càng bị trừ máu nhiều. Ôi quái bây giờ bị gây đam trực tiếp kìa. Vừa spawn ra là bị mình gây đam luôn. Quá khỏe, tầm này quá khỏe. Rồi, ok đây rồi. Này thì bổ sung thêm quái em nhở cho nó vui. Bổ sung thêm tí quái cho nó vui. Ây à, bây giờ mình sẽ vào đây nhá. Đây, logbook đây. Mình sẽ mua thêm được khoảng 100 cuốn logbook này. Tăng thêm 600% quái. Cho nó đông, chơi cho nó sướng. Ok, quên 19 anh em nhá. Nào, đây, hình như còn vừa thêm được một trích nữa cơ. Vừa thêm một trích là mình bị trừ máu thêm. Ui, không nhìn thấy quái đâu luôn anh em ơi. Đam cái tầm này là anh em mình có dồn rất là nhiều loại đam luôn. Đam may mắn rồi là đam theo kiểu đam trực tiếp từ item rồi là sau này còn đam bắn ra từ cái kẹo mút kia nữa. Nên là thoải mái luôn anh em ạ. Win chặt luôn. Tầm này không win hơi phí luôn đấy. Phân thân kìa. Súng phân thân. Rồi.
Rồi, dã đi. Ui xồi, quá khỏe, quá khỏe luôn. Không có gì mà nói luôn. Vào W20 là chắc chắn win. Không nói gì nhiều được nữa cả. Thêm tí hồi máu. Kết thúc trận đấu nào. Hai con boss này, ra đây. Con này chết trước này, con này chết sau này. Ok. Nói chung là con này lúc đầu là gây cho mình hơi bị nhiều bất ngờ đấy. Nhưng mà về sau thì cái bất ngờ ấy nó giảm dần. Bởi vì mình cũng nắm bắt được phần nào rồi, nên là cũng không còn gì bất ngờ nhiều nữa. Ok, nói chung là cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của mình. Anh em thấy video này ok thì để lại cho mình một like và subscribe kênh. Đừng quên comment xuống phần bình luận nha anh em. Bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.